là đánh được. Rồi, quan trọng là bài thôi. Vâng, quân đánh được thì là ổn rồi, chứ còn kinh nghiệm xanh với bí thì hơi gì hơi xê. Và cùng chờ đợi xem trận đấu thứ hai ở trong trận đấu đầu tiên của trận đấu thứ hai đã được bắt đầu. Quả đầu đẹp dành cho Chiboy, cú đầu cũng là khá gần. Những bước dò đầu tiên tới từ game thủ Chiboy. Trong trận đấu đầu tiên thì như vậy Chiboy đã bị thua với tỷ số là 3-1. Với những cái map mà tôi nghĩ rằng là thua là cũng đúng. Vâng, chưa có một highlight nào của Chiboy cả. 7 nông dân tới với lớp. Trận đấu này thì lớp đang chậm dần hơn so với Chiboy một chút xíu. Tất nhiên rằng là map thì là map thua, nhưng mà phải có highlight để chúng ta cho thấy rằng chúng ta là những người đánh hay hơn. Nhưng mà chưa có được điều đó. Có nghĩa là vẫn chưa thể hay hơn được lớp. Lớp cũng đang rất chắc chắn trong vâng, ngày hôm qua thì tôi không xem, nhưng mà ngày hôm nay thì tôi cũng cảm giác rằng lớp đang có một cái gì đấy khá chắc chắn ở trong những ở trong lối đánh của mình, nhất là cái trận Roman và Egypt. Bằng lớp mà không đánh theo kiểu lớp mà không có phù thủy trận đấy thì sẽ bị Chiboy đâm đi sớm hơn ngay. Chiboy bị vâng, Chiboy nhìn thấy phù thủy nên Chiboy lưỡng lượng trong việc đâm đi đối phương. Thì chớm mà không thấy phù thủy là bên lớp có thể bay nhà bất cứ lúc nào một bài đâm đi, cho thấy rằng lớp cũng rất quái ở trong những tình huống đọc thế trận của mình. Quay trở lại với trận đấu này vào máy tới từ game thủ Chiboy. Một bầy hiêu, một vâng hai con voi. Hiêu cũng là một bầy hiêu to, 6 con. Voi này thì chắc là một con rồi. Vâng, vừa cầu một con voi thì không có chuyện, không thể nào có chuyện là vâng. Nhưng cũng có thể có một số trường hợp một gia đình có 3 người, bố mẹ và con này hả. Thỉnh thoảng vẫn nhìn thấy, nhưng nó khá là hiếm ở trên bài đồ đối chế của chúng ta. Bài đấy thì người ta gọi là một bài, người ta gọi là một cái tượng mạch, bao gồm hai thế hệ và voi. Còn bình thường thì Microsoft chỉ thiết kế cùng lắm là một cặp vợ chồng thôi, cùng một vị trí. Lớp đang chậm một dần so với Chiboy. Bài Chiboy là một bài mà tôi nghĩ rằng sẽ là đánh theo kiểu là ôm bom nhà đối phương. Chúng ta sẽ lên lời sớm hơn. Vâng, tôi rất thắc mắc, tôi rất tò mò muốn biết là lớp đánh như thế nào bài đấu này. Bởi vì thực ra Roman với Minoan, khi mà các bạn đặt định vị vào việc cầm Minoan thì Minoan là một trong những đạo quân có lạc đà, có thể khắc chế được sọc đơn cũng như là những chế mà có cung ma. Và khi mà tôi đánh ở trên UV Blood hay là những cân phần mềm đối chế khác thì tôi một cái cầm Minoan đánh qua thẳng. Nhưng mà với khi mà đối đầu với một tay chém có khả năng ôm bom tốt như Chiboy thì tôi đang rất mong chờ là lớp sẽ làm như thế nào để có thể chống lại được bài kiểu công sớm của Chiboy để tôi có thể bắt chiếc. 23 nông dân, một bài đánh chỉ với 23 dân thôi để ép đời sớm. Vâng, đánh theo kiểu giết chết đối phương ở trong trứng nước dành cho tới được game thủ hay là Chiboy. BB đã được thiết kế ngay. Xem tham 17% và 25 nông dân. Chưa biết lớp đánh gì trong trận này. Ngay à anh em? Ờ à, quên. Sorry anh em nhá, quên mất chữ tí này. Vâng, 25 dân và 18%. Đây là BL và BM thì là Chiboy. Nếu như lớp mà đánh kiểu thủ kiểu gì mà thắng được trận này thì có lẽ rằng là từ sau mà tôi cứ cầm Minoan mà đối đầu với chém tuyển là tôi cứ đánh theo kiểu đấy rồi. 957 với 23 nông dân và dò được xin ngay. Hãy cùng xem, chờ đợi xem lớp đánh như thế nào bài này. Rất chờ mong. Con Minoan là một con nó chỉ yếu ở khoảng ra đầu tiên thôi. Còn đánh về lâu thì nó sẽ là một trong những loại quân được xem như là loại quân đánh lết khỏe.
Không biết, tức là đánh về sau đấy mọi người. Chiếc bé để ăn vàng dành cho chị Boy. Và đây là một bài quả. Một trận đấu mà chị Boy không đủ lực để có thể lên được công giáp, nhưng sau khi nhìn thấy bãi quả đấy thì mọi thứ nó đã khác hẳn. Một bài lực khỏe hơn dành cho chị Boy. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi. Đây là bãi ăn hoang của game thủ V-Love. Nguyên một bãi quả để có thể ăn hoang. Quá khỏe. Bốn đông dân sẽ phải nằm xuống. Lớp đánh thẳng công an trận này thì tôi khẳng định với các bạn là chết không có chỗ chôn thầy. Bởi vì nếu như là một bài đánh cung A thẳng thì Roman quá đơn giản để thành công ca. Nhất là đây là một trận đấu mà Chiboy có thể làm được điều đó do lên sớm. Xem tham nào, 25 đông dân dò vẫn đào 80 vàng, chết 4 dân dành cho lớp. Hai đông dân bắt đầu đưa lên để có thể ôm bom. Nhớ nâng bánh xe, đó là điều rất quan trọng. Hơi lỗi trong việc đi tìm nhà của đối phương, và như vậy là lớp đánh chém nhưng dò là không công giáp. Bây giờ sẽ là 1P. Vâng, với việc Minoan đánh vẫn đang đợi hai tới từ lớp. Với việc Minoan đánh chém thì tôi nghĩ rằng là công phù thì cũng không biết lấy gì ra mà chống. Chính vì thế mà cái con Minoan nó rất yếu những khoảng ra đầu tiên như thế này. Nếu như bị công phù thì lấy gì ra mà chống? Đầu tiên là phù thủ. Bây giờ lớp mới lên đời. Còn ngựa chém công giáp đầy đủ đang chạy tới. Sao chém vào đây? À không, như vậy là gặp một bãi nông dân hoang khác của lớp để quyết định chơi nông dân này trước. Bởi vì nếu như chơi nông dân kia là lớp có khả năng vậy em cũng rất tốt. Lớp chết rất nhiều dân trong trận đấu này. Lớp cố gắng ăn được con ngựa giò của Chiboy mà không được. Như vậy là tôi vẫn không học được cái gì tới từ V-Lớp trong trận này. Và tỷ số là 1-0 trong C2 dành cho game thủ Chiboy. Một không trong trận đấu thứ hai.